4. Bà Tạ Thị Thu Hương. Họ và tên khai sinh Tạ Thị Thu Hương. Ngày tháng năm sinh 26 tháng 6 năm 1979. Giới tính nữ. Quốc tịch chỉ có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác. Nơi đăng ký khai sinh: xã Ninh Mỹ, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Quê quán: xã Ninh Mỹ, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Nơi đăng ký thường trú: số nhà 26, đường 3, phố Khánh Thành, phường Tân Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. Nơi ở hiện nay: số nhà 58, ngõ 88, đường Lê Thái Tổ, phố Tân Thịnh, phường Tân Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. Số thẻ căn cước công dân: 0371-79000-984. Ngày cấp: 14 tháng 1 năm 2016. Cơ quan cấp: Cục Cảnh sát đăng ký quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư. Dân tộc: Kinh, tôn giáo: Không. Trình độ: giáo dục phổ thông, 12 trên 12 phổ thông. Chuyên môn nghiệp vụ: Đại học, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, ngành báo chí. Học vị: Thạc sĩ quản lý văn hóa, lý luận chính trị, trung cấp. Ngoại ngữ: tiếng Anh trình độ B1. Nghề nghiệp hiện nay: cán bộ. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: phó trưởng ban. Nơi công tác: Ban Dân vận Huyện ủy Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Ngày vào Đảng: 29 tháng 12 năm 2003. Ngày chính thức: 29 tháng 12 năm 2004. Số thẻ đảng viên: 1504-6800. Chức vụ trong Đảng: đảng viên. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: công đoàn khối huyện ủy. Tên tổ chức đoàn thể: công đoàn khối huyện ủy. Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: trưởng ban nữ công khối. Tình trạng sức khỏe: tốt. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình tặng bằng khen các năm 2015-2020. Các hình thức kỷ luật xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Đảng, chính quyền, đoàn thể không bị kỷ luật, không có án tích. Tóm tắt quá trình công tác: thời gian từ ngày 1 tháng 5 năm 2005 đến ngày 7 tháng 1 năm 2007, chuyên viên Ban dân vận Huyện ủy Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Từ ngày 8 tháng 1 năm 2007 đến ngày 5 tháng 6 năm 2008, chuyên viên Hội Phụ nữ huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Từ ngày 6 tháng 6 năm 2007 đến ngày 3 tháng 11 năm 2011, chuyên viên Văn phòng Huyện ủy Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Từ ngày 4 tháng 11 năm 2011 đến ngày 24 tháng 5 năm 2015, chuyên viên Ban dân vận Huyện ủy Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Từ ngày 25 tháng 5 năm 2015 đến nay, Phó trưởng Ban dân vận Huyện ủy Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Bà được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026. Kính thưa các vị cử tri, được tham gia ứng cử lần này đối với bản thân tôi là một vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm lớn lao. Do vậy, nếu được các vị cử tri tin tưởng tín nhiệm, lựa chọn bầu tôi làm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, với tư cách là cán bộ đảng viên đang trực tiếp làm công tác dân vận, tôi sẽ có điều kiện thuận lợi trong việc thực hiện vai trò trách nhiệm là cánh tay nối dài và là cầu nối giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước để đề xuất kiến nghị vấn đề cử tri quan tâm. Gắn với trách nhiệm của người cán bộ ở vị trí công tác hiện nay, chương trình hành động của tôi tập trung vào các nội dung sau. Thứ nhất, không ngừng rèn luyện đạo đức, phẩm chất, lối sống trong sạch, thực hiện tiết kiệm, kiên quyết phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, hách dịch cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác, luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm, có ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết thống nhất nội bộ, gắn bó mật thiết với nhân dân, nâng cao tính tiền phong gương mẫu, tích cực vận động nhân dân, gia đình thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Thứ hai, phát huy năng lực sở trường kinh nghiệm công tác để làm thật tốt vai trò của người đại biểu dân cử, dành nhiều thời gian hơn để gặp gỡ tiếp xúc với cử tri, để hiểu rõ hơn cuộc sống thực tế của cử tri và nhân dân, lắng nghe và tập hợp các ý kiến, phản ánh, kiến nghị của cử tri và nhân dân để đề xuất với cấp ủy Đảng, chính quyền về những yêu cầu mà cử tri và nhân dân quan tâm trong đời sống thực tiễn hiện nay. Đó là diễn biến phức tạp của thời tiết, dịch bệnh, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, sản xuất nông nghiệp sạch, tai tệ nạn xã hội, lao động việc làm, dịch vụ du lịch, công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, công tác cải cách thủ tục hành chính, những giải pháp thực hiện tốt và đồng bộ các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững thông qua các hoạt động giám sát và chất vấn tại các kỳ họp.
Thứ ba, triển khai và thực hiện tốt vai trò của người cán bộ dân vận, đặc biệt là bài học về dân. Tại nghị quyết Đại hội 13 của Đảng đã xác định, trong mọi công việc của Đảng, nhà nước phải luôn quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc quan điểm dân là gốc. Thật sự tin tưởng, tôn trọng, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, lấy hạnh phúc ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu, củng cố tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, xây khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, giữ gìn phát huy cái giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thứ tư, tích cực nghiên cứu học tập đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà, cũng như công tác chuyên môn nghiệp vụ của mình được tập thể phân công, phấn đấu, nỗ lực làm việc bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất, tham gia đầy đủ các kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh, giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, với các cơ quan đoàn thể ở địa phương, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, phản ánh và chịu sự giám sát của cử tri, kịp thời đề xuất đóng góp để hoàn thiện hơn nữa hệ thống chính sách pháp luật,